Xin kính chào quý vị và các bạn. Nay chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm đến từ website Lafone Việt Nam. Hiện tại bạn nhìn thấy là Nokia N96, đây là siêu phẩm của năm 2008. Tiếp theo đó là mình có một cái thẻ bảo hành như này, các bạn thể nhìn thấy địa chỉ trong cái thẻ bảo hành này. Bên mình bán có tại website là alafone.vn. Địa chỉ bên mình là đường Trường Chinh và hotline là 028 66 867 333. Các bạn thể truy cập website là Alafone với tuổi đời là 5 năm. Bên mình có kinh nghiệm bán hàng với những dòng online như này các bạn nhé. Tất cả các dòng máy cổ bên mình bán và bảo hành các bạn rất là tốt. Bên mình sẽ có hai màu cho các bạn là lựa chọn, đó là màu trắng đen như này và màu đen. Ở đây chúng ta có phiên bản màu đen thì mình đánh giá nó cao hơn và nhiều người mua hơn. Cái phiên bản màu đen bạc này thì nó cũng được nhiều người mua. Đây các bạn nhìn thấy cái điểm khác nhau để mình chọn lựa máy. Các bạn thấy điểm khác nhau để mình chọn lựa máy. Và tiếp theo đó là mình sẽ nói qua về cái sản phẩm. Sản phẩm này thì cầm trên tay thì cầm rất là chắc, nó nặng tầm 130g các bạn nhé. Các bạn hãy nhìn thấy rất nhiều chi tiết. Ở đây chúng ta có thể trượt ngang hai chiều, đó, đây là trượt hai chiều. Ở đây có một cái nút để lấy nắp lưng và đây là cái camera kép của nó. Camera các bạn thấy đây là camera đơn và có hai cái đèn led để hỗ trợ lấy sáng nên là chụp ảnh rất là đẹp. Ở đây chúng ta có một cái khung để dựng lên, dựng cái máy này lên để ngồi xem phim hoặc nằm xem phim gì đó. Các bạn thấy từ thời trước thì nó đã có những cái trang bị rất là tiện lợi. Ở đây thì mình sẽ mở cái máy này lên cho các bạn thấy. Mình có một cục pin 5m như thông thường thì cũng có tống dâu mộc còn sau lưng. Pin nó là loại pin tốt. Ở đây mình sẽ nhìn thấy một cái hàng là hàng chất lượng và bên mình có quay video chụp hình thực tế sản phẩm, không có lấy hình trên mạng như các trang mạng bán khác là lấy hình online hay lấy hình trên Photoshop các thứ để mang về bán cho các bạn. Và đưa tới thì không muốn cho xem hàng thì bên mình có thể cho xem hàng thoải mái và trước khi lấy hàng. Mình cùng lắp sim, các bạn đã nhìn thấy những chân đồng của nó rất là vàng. Đây các bạn thấy bo mạch nó rất là sáng và đẹp. Mình sẽ cùng lắp mở máy lên các bạn thấy. Ở đây là máy trượt nên các bạn hãy lưu ý của nó là có những cái rãnh hở ở đây để mình trượt ra trượt vào cảm giác rất là nhẹ. Mình sẽ cho các bạn thấy. Đó các bạn thấy, cơ trượt rất là nhẹ. Đó, các bạn trượt thấy cảm giác rất là thoải mái. Ở đây chúng ta có một cái giải loa ngoài rất là lớn và cái loa ngoài trong của nó rất là lớn. Ở đây mình sẽ có chỉ cho các bạn khi nghe nhạc thì mình sẽ thấy hai cái loa ngoài này nó phát ra rất là lớn. Cùng đi tới cái màn hình này, các bạn hãy nhìn thấy đây là những màn hình zin thì có độ sắc nét và tương phản rất là cao, không như những màn hình lô thì nó chỉ sáng một góc hoặc là sáng rất là đậm một góc và những góc kia thì nó tối lại. Mình sẽ mở cái máy cho các bạn thấy rõ hơn. Các bạn hãy nhìn thấy từng chi tiết của nó như thanh tìm kiếm này đó, các bạn thấy nó rất là sắc nét. Ở đây chúng ta có thể vào truy cập tốc độ mạng nha, bằng wifi hoặc là 3G. Tốc độ rất là kinh khủng, rất là nhanh. Các bạn hãy tìm thấy những phím bấm của bên mình rất là nhạy. Ở đây chúng ta có một phím đa chiều ở đây. Khi mình bấm vào các bạn thấy nó di chuyển rất là đẹp. Các bạn sẽ thử tất cả một chức năng đều hoạt động bình thường. Ở đây chúng ta có một nút menu, mình truy cập vào từng phần của nó thì ở đây mình có trong phần cài đặt. Cài đặt ở đây thì mình có rất là nhiều các ứng dụng, như là mình vào phần cài đặt riêng, hiển thị, tăng độ sáng của màn hình cao lên thì các bạn thấy nó rõ hơn này, độ chữ thì nó to hơn, hoặc là chủ đề âm thanh, âm của nó thì khi người ta gọi tới có nhạc chuông như nào đó các bạn chỉnh hết trong đây. Kiểu chuông ở đây thì mình sẽ cho Nokia rồi, âm lượng mình sẽ thử cho các bạn nghe thấy cái loa của nó. Đó, các bạn hãy nghe thấy âm thanh của nó lớn không ạ? Đây là có hai loa, một loa trên và một loa dưới. Kèm theo đó là một nút chụp hình, tăng giảm âm lượng. Nút sử dụng chốt mở khóa ở đây. Chốt mở khóa ở đây để làm gì? Mình sẽ tắt cái nhạc chuông đi. Chốt mở khóa ở đây làm gì? Khi chúng ta trượt xuống thì máy sẽ tự động khóa. Tức là cái chốt khóa này đang được khóa sẵn. Mình có thể mở ra bằng cách là kéo nó lại. Đó, các bạn thấy máy sẽ tự động mở. Hoặc là mình có khóa giống như kiểu là bây giờ các phím khóa phím của những máy di động rất là tiện ở bên hông này. Ngày xưa thì nó là trên đầu, mà thực tế cái máy này nó cũng là nhỏ, mình có thể sử dụng nút gạt ở trên đầu. Thì mình sẽ trượt cái máy này ra là hai chiều,
hai chiều này để làm gì, để khi chúng ta nghe nhạc xem phim mình có thể tua hoặc là dừng bài đó. Các bạn thấy rất tiện lợi ở trong nút này. Mình sẽ vào phần nghe nhạc luôn đi để chứng tỏ cái nút nó hoạt động bình thường. Ở đây chúng ta có cái phần nghe nhạc ở ngay bên ngoài này. Mình sẽ thử một bài hát nào đó cho các bạn thưởng thức cái âm thanh. Khi mình đã bật được những cái bài hát ở đây rồi thì bạn hãy thấy là cái nút chuyển bài này, nút dừng, nút tua đó, tất cả mọi thứ đều nó đều sáng và hoạt động rất là bình thường. Bạn hãy thấy cái loa của nó, loa ngày xưa rất là chất lượng. Mình trượt lên, mình trượt xuống. Ở đây thì nó sẽ hơn cái máy N95 là cái đèn nó có sáng lên, đó các bạn thấy. Sáng lên từ rất là đẹp. Mình sẽ thấy khi chúng ta đã dùng một cái lúc nghe nhạc như này, mình sẽ thấy là các phím khi mình không có trượt cái phím chiều còn lại thì các bạn hãy thấy là cái phím này nó đã sáng đèn. Các bạn hãy thấy các phím này nó đã sáng đèn ở đây. Sáng đèn rất là ở đây. Đó các bạn thấy. Và khi mình thấy nó sáng đèn ở đây rồi thì các bạn sẽ sử dụng được. Rồi ok. Mình sẽ chuyển sang cái chế độ là trượt còn phần còn lại. Đèn đã tắt và chúng ta không thể sử dụng được. B mình bật lại này. Nó không không chạy nữa mà mình phải sử dụng cái bàn phím ở bên này. Đó các bạn thấy không? Cái máy này rất là thông minh. Mặc dù là ra đời từ 2008 nhưng mà nó rất là thông minh. Kế thừa cái tính năng của những cái máy là trên Nokia N95 8G. Đó, các phiên bản này nó là được nâng cấp lên và sử dụng rất là tốt. Mình sẽ cùng thử gọi lên xem cái độ rung của cái máy này nó có mạnh không. Nào mình cùng thử gọi tới. Mình sẽ cùng gọi tới cái số điện thoại này trên này xem cái độ rung của nó khi chúng ta làm việc ở trên mặt bàn hoặc là để trong túi quần nó có rung mạnh không. Đó các bạn đấy. Cái này mình chưa để chế độ máy to, chế độ loa to nhất. Nhưng mà cái độ tư cái này là khoảng tầm mức 4 nha các bạn nha. Khi bạn trượt lên thì mình đã có cái phần loa bên trong. Các bạn thấy là mức này là mức thứ ba. Mình sẽ tăng âm lượng bằng cách bật bên hông hoặc là di chuyển. Đó các bạn thấy, tăng bên hông nó lên và tăng cái loa ngoài của nó lên nữa. Đó các bạn thấy, bật cái loa ngoài của nó bên hông này cũng vậy. Các bạn hãy gọi điện nói chuyện trực tiếp thu âm, các bạn thể để xa tầm 3 mét 5 mét, các bạn đứng ở đấy các bạn nói tới thì cái mic của Nokia nó vẫn thu âm tốt, rất là tốt. Khi chúng ta đi ra ngoài đường ấy thì cái loa cái mic này thì nó thu âm rất là tốt, nó chống ồn cho các bạn luôn. Thì đó các bạn là những yêu thích Nokia thì các bạn đã hiểu về cái mic và cái loa của cái máy Nokia thời bấy giờ. Tất cả một loại máy đều như vậy chứ không có riêng gì những dòng cao cấp như Nokia N96 như này. Thì các bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại website là alophone.vn để mua được một sản phẩm tốt, ưng ý với giá rẻ nhất thị trường. Tại bên mình có phân phối tất cả các loại cửa hàng. Các bạn có thể qua bên mình để mua xỉ về bán cũng được. Thì bên mình có tại website là alophone.vn, các bạn hãy nhanh tay truy cập tại website đó để đặt hàng nhé. Nhớ like, chia sẻ trang YouTube của mình để mỗi video đều đến được với mọi người. Cảm ơn các bạn.